đây là bữa ăn của một con quái vật nào đó dưới biển chăng? Thực ra không phải. À? Con vật màu vàng ục ịch mà chúng ta đang thấy là một loài hải sâm, nơi mà một con cá đen xì bị hút vào là hậu môn của hải sâm. Con cá kia không phải bị ăn thịt, ngược lại, nó đang cố chui vào hậu môn của một con hải sâm này. Hả? Rốt cuộc, nó là loài cá gì? Nó cố tình chui vào hậu môn của hải sâm nhằm mục đích gì? What? Nó là cá ngọc trai, có tên khoa học là Bufix, một loài cá dễ bị tổn thương. Vì vậy, khi không kiếm ăn, chúng cần tìm chỗ trú ẩn. Đây là một con hải sâm, loài thường kiếm ăn dưới đáy đại dương. Cơ thể của nó về cơ bản giống như một cái ống. Hải sâm hút cát vào một đầu gọi là miệng, tiêu hóa tất cả những gì ăn được và thải cặn bã ra đầu còn lại gọi là hậu môn. Đó là tất cả những gì mà con cá ngọc trai này chờ đợi. Không phải đường miệng. Nó đang tìm cách chui vào cơ thể hải sâm thông qua hậu môn. Hải sâm không phải thức ăn của hầu hết các loài động vật săn mồi. Vì vậy, cá ngọc trai sẽ an toàn khi ở bên trong. Chúng sẽ ở lì trong đó và chỉ chịu chui ra ngoài khi kiếm ăn. Cá ngọc trai không làm hại vật chủ, nhưng có một tin không vui với hải sâm là loài cá nhỏ này thích chia sẻ chỗ trú ẩn với đồng loại. Bên trong có vẻ còn rất nhiều chỗ trống. Oh my God. Việc hậu môn chứa cùng lúc hai kẻ ở nhờ vẫn không hề gây khó chịu với hải sâm. Có điều, chúng không mang lại lợi lộc gì cho hải sâm cả. Nên cá ngọc trai được biết đến là loài cá ích kỷ. Chúng không có món quà nào để trả ơn cho vật chủ của mình. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về một loại ký sinh khác trên vật chủ hải sâm. Đây là một loại hải sâm khác, còn được biết đến với tên gọi là heo biển. Chúng sống ở độ sâu 1.000 mét dưới đại dương. Hải sâm heo biển có những chiếc chân dài hình ống để đi trên mặt bùn. Chúng không ăn tạp, phàm phu như loài hải sâm Bufix ở đầu video. Chúng sử dụng những chiếc gai nhú ra như chiếc roi để tìm thức ăn giàu dinh dưỡng. Những xúc tu quanh miệng được sử dụng để đào những mảnh vụn tảo và động vật dưới bùn. Chúng cũng có những kẻ ký sinh nhờ, đó là cua hoàng đế non. Loài cua nhỏ này sẽ bám chặt vào hải sâm với mục đích là để đi nhờ. Càng đặc biệt hơn, hải sâm heo biển như những tấm khiên biết đi. Những tấm khiên này sẽ bảo vệ tốt cho cua hoàng đế non trước thú săn mồi dưới nước. Có lẽ với loài hải sâm heo biển này, nó cảm thấy hơi nặng nề khi di chuyển. Nhưng chúng thích điều đó. Bởi vì cua hoàng đế non là ký sinh mang lại lợi ích cho vật chủ. Cua hoàng đế non lúc bám vào hải sâm thì sẽ dọn dẹp sạch sẽ vi khuẩn có hại trên cơ thể vật chủ. Chúng sẽ loại bỏ vô số ký sinh trùng khác có hại cho hải sâm heo biển. Đây mới đúng nghĩa là mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi. Wow. Cá mập sọc trắng, một sát thủ máu lạnh, nỗi khiếp sợ của tất cả các loài cá nơi đại dương. Ngoại trừ một loài cá duy nhất trên hành tinh này không sợ chúng, đó là cá sọc lam. Chúng là loài sinh vật duy nhất ở đây chủ động tiếp cận cá mập sọc trắng thay vì sợ hãi lẩn trốn. Oh my God. Loài cá nhỏ bé này chuyên chui vào miệng cá mập để kiếm những mẫu thức ăn thừa và động vật ký sinh. Như một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên, cá mập sọc trắng cho phép cá dọn vệ sinh tự do bơi lại trong miệng mà không làm hại chúng. Rất hiếm trường hợp cá dọn vệ sinh bị ăn thịt,